Ok mọi người, vậy hôm nay thì ngày thứ ba rồi. Mình sẽ xin phép chào chị lại và mình sẽ di chuyển luôn. Rồi chị hãy cho em hôn một cái. Liền khẽ ha, thằng dâu anh ơi. Ok mọi người, vậy thì đây là đường đi Cà Mau này. Đây có kẹo thẳng này là xuống mũi Cà Mau. Còn kẹo vuông này thì sẽ lên phố Cà Mau. Này là điểm cuối của quốc lộ 1A rồi. Bắt đầu mình sẽ cuộc hành trình ở lộn ngược đường quốc lộ 1A hơn 2.000 km. Đây, điểm cuối của quốc lộ 1A. Bạc Liêu này mọi người, 109 km nữa. Tôi là Hoàn, đang trong cái chuyến hành trình nội bộ xuyên Việt không đồng. Đây là Cà Mau rồi. 6 giờ thì tôi sẽ di chuyển đây để xin nhà dân cái cách mà xin nhà dân để mình có thể là kiểu là làm ấy, xin làm, xin ăn, xin ở. Giờ thì mình sẽ vào trong quán này. Ok. Ờ, cô ạ, con là cô nhà mình, cô là chủ nhà cô. Dạ thì con là Hoàn, con đang trong cái chuyến hành trình nội bộ xuyên Việt và thử thách hôm nay của con nó chính là phải đến nhà dân và xin làm việc và xin bữa cơm ở đây ạ. Thì cô sẵn lòng cho con làm việc ở đây và xin bữa cơm. Đông không? Con đi đông không? Con đi một mình ạ. Một mình. Ok nha, vậy thành công rồi. Ok, con là Hoàn đang trong chuyến hành trình đi bộ xuyên Việt. Còn chú tên là gì ạ? Nhân. Chú Nhân, chú đang ở đâu ạ? Ở cấp 3 cái nước. Dạ vâng. Đấy thì hôm nay thì Hoàn sẽ xin chú Nhân ở đây để phụ giúp chú làm việc và sau đó thì sẽ xin bữa cơm của trưa nay. Dạ vâng, con cảm ơn chú rất nhiều. Ok, thì giờ mình sẽ cho mọi người xem những món ăn ở trong miền Cà Mau nhé. Thì có phải là trong đây là hay có ớt đúng không cô? Ừ, ăn cái gì sống. Em tên là gì nhỉ? Dạ, tên Nhân. Tên Nhân hả? Nhân vừa ra ớt à? Dạ. Dạ ớt là cho vào trong canh hay là cho vào đâu? Dạ, để lạnh. À, thế là món gì cũng có ớt luôn đúng không? Cũng tùy theo cơ, nhiều như cái gì mà nó có cái mùi hôi mùi tanh thì mình cứ thử ớt vô nó không tanh thôi. Dạ. Thế còn cô bị làm sao ở đây ạ? Ừ. Vậy như đau nhất là đi cắt lưỡi. À, giống như kiểu là cái hút hút đi ạ. Hút không. Cô đang làm món cá gì vậy? Cá kho tiêu. Cá kho tiêu, còn cái nồi này ạ? Cơm. À, nấu cơm ở trên bếp ga luôn. Đây ok, mọi người có thể nhìn thấy là quán của chú là đều làm bằng cái này là lá cọ hả chú? Lá dừa nước ạ. Đó. Thì mọi người có thể nhìn thấy là chú làm bằng lá dừa nước này. Tất cả đều là bằng lá dừa nước xung quanh luôn. Vậy thì cái lá dừa nước này thì khoảng bao lâu thì nó mới phải thay một lần hả chú? Cỡ 4 năm. 4 năm là phải thay. Vậy thì chứng tỏ là lá này cũng bền rồi chú nhỉ? Ừ. 4 năm mà nếu thí dụ mà mình lập dày á thì chừng 3-4 năm cái mình la thác lá tóc nắp ở trên á. À. Cái mình lái này lại chắc cũng cỡ được 5-6 năm. Ui. Mình thay cái lá cái lớp trên là mình phủ xuống đó. Dạ. Rồi bắt đầu mình muốn thay nó là mình xài cũng được thêm 2-3 năm nữa. À. Thế còn cái lá này mình phải đi cắt hay là mình phải đi mua chú? Đi mua. Mua có đắt không chú? Một ngàn đôi như vậy là cũng triệu mấy. Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại Hoàn đang có ở mặt để bữa cơm ở nhà cô. Và hôm nay mình sẽ ăn cơm ở nhà cô và sau đó thì chiều tối nay thì mình sẽ đi làm món lòng nướng cô nhỉ? Món lòng nướng. Đó, 2 giờ chiều nay. Thì đây, hôm nay thì cô có cái mình món cá diêu hồng này. Cá rô phi này. Món lòng nướng cô làm này. Và món canh gì chú nhỉ? Con lại quên mất rồi. Dưa hầu canh ngót. Dưa hầu canh ngót. Cá diêu hồng nấu canh ngót. À dạ. Ok. Cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn cả nhà. Ok, thank you. Em lấy cho anh cái đen ở để gọn không? Không nó rơi mất. Tụi em biết rửa bát đâu?
cho anh cách làm cái này được không? Đây, cái này giờ già đúng không? Rồi anh em làm trước một lần để anh xem. Cho nó vô. Xong rồi mình kiểu là mình cho hành vào trong đây đúng không? Ấy à. Cho nhiều vậy có được không ta? Tuột xuống là được. Yeah. Ok, đây là anh thử làm nhá. Đây là cái ruột già của nó đúng không? Đúng rồi. Cái này to quá. Đây, cho vô đây. Đấy. Cho mấy cọng hả cô? Nó chạy theo ruột lớn thì mình bỏ hơi nhiều, ruột nhỏ thì mình bỏ hơi ít. Mới đầu làm lên là hơi khó mọi người ạ. À. Kéo xuống. Ôi da. Cái này ngon hơn này, kéo phát được luôn này. Đấy, mọi người thấy không? Cái này đẹp luôn. Ruột rồi thành. Ok, thì mình đã làm xong. Cái này là thịt mà sáng nay cô có nhồi vào, nhồi vô. Còn cái này là chỗ mà mình vừa làm, mình với Duy vừa làm này. Mấy cái mình làm thì nó không được đẹp cho lắm. Còn đây là mấy cái mà Duy em nhân làm đẹp hơn bao nhiêu. Nhưng mà sao nhà móc món không. À, có cái kéo đây mà. Kéo này mình sẽ cắt. Nó đẹp. Đấy, đẹp luôn. Cửa ra thì mình sẽ cắt. Ê, cô còn cho một cái gì vào nữa này. Cái này nước gì vậy cô? Nước để dành tốt thật. Trong đấy thì mình có những cái gì ạ? Nước tương, đường. Đấy không có đường. Nước tương, bột ngọt, ớt. Ớt khô. Sả, hành. Con có thể ngửi thấy là cái mùi rất là thơm nhá. Nhưng mà đặc biệt cô ốp không có đường. Cô không cho đường à? 1:30 rồi, mình bắt đầu bắt đốt lò. Món này là món gì là chú nhỉ? Cái này là gục dòng hành. Ruột dòng hành. Dòng hành. Cái này là dồi. Dồi. Cái này hột mít. Hột mít. Hột mít con heo á. Hột mít heo nó lấy từ đâu rồi chú? Cũng trong con heo. Cũng trong con heo không? À. Cái đấy là cái chim lợn đúng không? Cái này là cái dẫu heo. Cái gì ạ? Dẫu. Dẫu heo. Rồi là mình đứng hai cái này rồi mình bán luôn là chú luôn. Này có rau này, có rau và có cái này là cái dưa muối, còn cái này là cái lá rau răm này. Đó, được một tô đầy luôn. Ok, em đang gửi chú đấy. Rồi cảm ơn chú rất nhiều nha. Ok, bây giờ thì mình và Nhân sẽ đi giao đồ. Đây 50 rồi ạ. Rồi lấy chìa khóa chưa? Để chìa cho. Rồi em đứng sau của anh đi. Thời tiết ở trong đây nó nắng nhưng mà được cái là kiểu gió thổi rất là mát. Đây nắng, nếu mà đứng nguyên một chỗ mà không có gió phải 30+ độ ấy nhỉ em nhỉ? Chắc cũng khoảng tầm 30 bao mấy, tầm 30. Mấy cái xuồng đánh cá này. Cái này có gì được cái chân? Dạ, xuồng rau cải. Xuồng gì? Xuồng rau cải. Rau cải á? Dạ. Tại sao lại gọi là xuồng rau cải? Tại vì trên xuồng á thì người ta chỉ bán đồ, chỉ bán rau đồ. Tới nơi rồi. Dạ 200.
Yeah. Chú con giao đồ chú. Rồi, cảm ơn chú. Mình với cô nhân vừa chạy đi phải đến bao nhiêu cây ta? Dạ 4-5 cây. 4-5 cây hả? Rồi quanh đây ở chỗ nào cũng thấy là sông à. Cái này là người ta gọi cái gì ta? Dạ sông Vàm Đình. Sông Vàm Đình hả? Dạ. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. Người xem là cái chợ ở trong đây như nào nhá. Mọi người có thể nhìn thấy trước mặt mọi người đó là vườn dừa đó. Mọi người có thể nhìn thấy ở phía góc bên kia ấy, đấy chính là cây dừa nước mà người dân ở đây hay lấy về để lợp những cái lá bè bạt này này. Thì ở đây lợp những cái mái bạt này rất là mát luôn nha. Một cái bạt như này thì mình dùng được khoảng 4 năm ấy. Sau đó thì mình sẽ lợp khi là 4 năm sau ấy thì mình sẽ dỡ những cái bảo hỏng ở trên đi rồi mình lợp xuống cái đoạn dưới ấy, là được thêm 2 năm nữa là 6 năm. Lợp cái lá dừa nước rất là mát đây, mọi người có thể nhìn thấy này. Ở quanh đây rất là nhiều người lợp luôn. Bây giờ mình và cô Thủy sẽ đi đến chợ gì cô nhỉ? Chợ Cái Nước. Dạ vâng. Rồi ok, let's go. Cô ơi, chợ Cá Nước có gần đây không cô? Dạ có, cây số. Một cây số ạ. Bán vé số nè, bán cá nè, mọi người có thể nhìn thấy ở đây người ta bán rất là nhiều thứ luôn, chợ cũng rất là sầm uất nè. Con cá thì to lắm, con chăn. Con chăn á? Đây tới chợ thật. Con chăn mọi người ạ, to đùng luôn. Đầu cá này. Cái đằng góc này là sông phóng nước luôn này. Đó. Ok. Vậy chỉ đã mua cá xong rồi mua rau nữa. Nè. Đó, đó là cuộc sống của người dân Cà Mau đó, gắn liền với sông. Phải chọn gần sông luôn. Trứng vịt trứng cút á. Đây là đùi gà đúng không? Ok, vậy thì mình đã dẫn mọi người đi tham quan một cái khu chợ của người Cà Mau. Thì ở khu chợ của Cà Mau mình đặc sắc nhất là có một cái chỗ người ta bán chăn. Con chăn thì mua nhỉ? Con chăn. Con chăn đấy thì một con phải mấy ký hả cô? Con chăn là chục ký. Cái con chăn đấy như giá có đắt không ở phố? Nó là thật chẳng thì 1 ký năm mấy ngàn. Một ký chăn, con chăn ấy, có năm mấy ngàn rồi à mọi người? Siêu to khổng lồ. Không có, thì bán 5-60 ký luôn ạ. Đây, đây, đây. Cà Mau á. Cà Mau này. Sông núi. Khớp chín cho ngọt. Rồi, cảm ơn anh nhá. Wow. Ở trong trong miền Nam thì là trong miền Nam thì là rất là nhiều hoa quả mọi người ạ. Hoa quả không xẻ luôn. Mà anh vừa bảo là cái này có bao nhiêu cửa? Hả? Đây ạ. Dạ. 2 ký 25. 2 ký 25, thế là 12.500 ký. Rẻ dạ, đó. Còn đây 10.000 ký nè, nghĩa nữa. Ủa vậy? Có được ăn thử không anh? Cho em thử một miếng đi. Cái này. Phở. Xoài nó vàng ươm luôn mọi người ạ. Đây nè. Đây luôn. Rồi, ăn thử luôn nè. Rất là ngon luôn. Đây mọi người có thể nhìn thấy này. Xoài có 25.000 2 ký mà hạt nó lép xẹp xẹp mà. Không có hạt luôn. Đây, hôm nay cô mua được rất nhiều đồ này. Mua xài, mua củ sắn. Chỗ mình gọi là củ đậu á. Giờ thấy dịch quay à. Dạ. Siêu mát luôn. Ở đây ấy, nó nắng nhưng mà nó rất là mát.
Mọi người có thể nhìn thấy gió này, áo bay phấp phới này. Đấy. Con đi mình à. Thì hôm nay thì Hoàn đi được 22 km và đang ở nhà cô Thủy, bán hàng cho cô Thủy. Đây nè. Cô Thủy đó. Thì Hoàn sáng nay đến đây lúc hơn 11 giờ. 11 giờ 4 mấy ấy. Đấy. Thì Hoàn đi được 22 km và có xin ở lại và làm việc giúp cô Thủy và xin ăn. Thì hôm nay thì Hoàn sẽ Hoàn ở đây ăn và ngủ ở nhà cô Thủy. Và xin phép cô Thủy sáng mai sẽ đi sớm lúc 5 giờ sáng mai và tiếp tục hành trình. Đó. Còn đây là con Thủy đang thói quen này. Nó ngồi yên luôn. Ê Thủy đây, chào mọi người đi. Chào đi. Đó. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi Hoàn nhé. Rồi nhớ follow của Hoàn nha. Rồi, bye bye.